trong cuộc sống một năm chúng ta có chia ra những ngày lễ để nhắc nhở. Thì hôm nay là lễ Vu Lan báo hiếu. Cái chữ Vu Lan báo hiếu là mình ráp giữa tiếng Phạn và tiếng Hán. Vu Lan là tiếng Phạn, nguyên thủy chữ này là Vu Lan Bồn. Báo hiếu là tiếng Hán, để nói lên sự đền đáp, cái ơn nghĩa. Vu Lan Bồn nghĩa là cứu khổ người đang bị treo ngược. Hay nói một cách khác là chúng ta phải khởi lòng, mở lòng, phát tâm, vì chúng ta muốn cứu những người đang bị đau khổ. Để làm gì? Cứu khổ cho họ, để chúng ta đền đáp ơn nghĩa cho họ. Có nhiều khi trong cuộc đời này mình thấy một người bạn khổ quá, mình có cái tâm muốn giúp cho hết khổ. Vì mình nhớ trước đây 10 năm lúc mình mới qua, họ là người chở mình đi chợ, giúp đỡ mình đi thông dịch một số giấy tờ, chỉ nhiêu đó thôi. Mà 20 năm sau mình vẫn nhớ cái ơn đó. Và hôm nay mình biết gia đình người ta hữu sự, mình muốn tới đó mình giúp đỡ. Cái tinh thần đó là tinh thần của Vu Lan báo hiếu. Chữ báo là mình đền đáp, chữ hiếu là mình đối tốt. Theo cái nghĩa thường thì con cái có hiếu với cha mẹ, nhưng mà đâu có nghĩa là cha mẹ chưa từng hiếu với con. Không chừng đời này cha mẹ phải hiếu nhiều hơn. Nhiều khi mình nấu một mâm cơm ra ba món, nó lên mâm cơm nó còn thích món này, còn thích món kia. Thế là người mẹ đứng dậy đi làm cái gì đó để cho con mình nó ăn. Và thậm chí biết nó sắp về liền chuẩn bị một món ăn để dành đó cho nó. Và thậm chí đi đâu mà biết con mình thích cái đó, mua về cho nó. Và nhiều khi nó nạt mình tiếng mình không dám nói lại, sợ nói nữa nó nạt nữa. Thành thử thôi nín đi để nó khỏi mang cái tội bất hiếu. Có nhiều khi người mẹ nhịn người con là vì sợ con mình nó mang cái tội bất hiếu. Là vì mình nói nữa là nó sẽ nói, bởi vì nó nhỏ, nó nóng. Rồi đôi khi nó hổn, nó nói những cái lời rất là đau lòng. Vậy mà mẹ không dám giận nó. Nó con không dám giận, tại vì con giận nó, con biết nó sẽ mang cái tội bất hiếu. Thậm chí có nhiều người cha, người mẹ nói con buồn con của con quá đi, mà con sợ là mai mốt biết nó có mắc quả báo gì không. Sợ như vậy đó. Biết là con mình không tốt với mình, nhưng mà trong lòng mẹ vẫn sợ người con của mình tương lai mắc một cái quả báo, rồi tội nghiệp cho nó. Cho nên trong kinh thường nói Bồ Tát lân mẫn chúng sanh như một người mẹ thương con. Bồ Tát thương chúng sanh như người mẹ thương con. Tại vì sao? Tại vì mẹ cha thương con là không có điều kiện. Cũng giống như Bồ Tát thương chúng sanh không có điều kiện, nhưng chúng sanh mà tới với Phật, tới Bồ Tát là có điều kiện. Pháp Hòa ví dụ, Phật phù hộ cho con, qua cái tai nạn này có con ăn chay 1 tháng, con in kinh cúng dường. Bình thường đâu cúng, phải hết bệnh mới cúng. Bình thường đâu ăn chay, phải con hết tai nạn. Cho nên lúc nào mình tới với Phật cầm cây nhang là có điều kiện. Nếu nói cho đúng là mình có điều kiện, con phải được cái này con mới cúng kia, con mới qua cái này con mới làm việc nọ. Chứ còn không có ai mà khi không khi khổng mà tự nhiên thấy lúc này làm ăn khá giả thôi, dư chút ít tiền đi cúng chùa hay làm phước. Ít lắm, có nhưng mà ít. Thường thường là phải có điều kiện. Con bệnh quá, Phật cho con hết cơn bệnh này, con ăn chay 1 tháng, con cúng dường 1 năm, ví dụ vậy. Thậm chí có nhiều người nói cho con mà hết cái tai nạn kỳ này con vô chùa cũng công quả. Nhưng mà lúc bình thường không thấy. Thật sự không có gì sai. Ở đây chỉ đem một cái ví dụ để thấy rằng chúng sanh mình đến với Phật là luôn luôn có điều kiện. Còn Phật đến với chúng sanh không có điều kiện. Đức Phật Thích Ca không có điều kiện gì với mình hết. Chẳng qua Ngài thấy mình khổ quá thì Ngài ráng Ngài tu để Ngài tìm ra một con đường để mai mốt giúp cho mình. Tại Ngài thấy rồi, Ngài thấy rõ con đường mà mình đang đi, trước sau cũng tới hầm hố. Cho nên Ngài lo Ngài dọn đường trước. Cũng giống như mình thấy con mình nó làm cái điều đó không đúng mà nói không được,
tự cha mẹ chuẩn bị, đến cái lúc mà nó cần mình là nó kêu là mình có. Cho nên là con cái mà hô là ứng. Ví dụ như bây giờ mà mình chuẩn bị sắp sửa đi chùa lễ Vu Lan, chỉ cần con bắt cái phone, má rảnh không má, sáng nay con có việc gấp con phải đi, thế nào cũng trả lời một câu rảnh. Chứ không có nói là má bận đi chùa, hiếm lắm. Thường thường là thế nào cũng sẽ nói con cứ đem tới má giữ. Mình có thể bỏ đi chùa nhưng mà ở nhà giữ cháu, giữ con. Có nhiều khi bệnh nhưng mà cũng phải cố gắng. Vậy cho nên á, cái ngày lễ Vu Lan á, nó không còn là cái ngày lễ của Phật giáo nữa, mà bây giờ là cái ngày lễ của dân tộc Việt Nam, trở thành một cái ngày lễ đẹp của dân tộc. Vì cái ngày này nói tới Vu Lan thì ai cũng nhớ tới ồ ngày báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên người đi chùa tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ còn khỏe mạnh an vui, cha mẹ mất siêu sinh tịnh cảnh. Đồng thời đặc biệt cái ngày lễ Vu Lan trở thành một cái ngày lễ mà hầu như tất cả thiện lành gì chúng ta làm được chúng ta đều làm hết. Có người phóng sanh nè, có người là phát cơm cho người nghèo nè, đi thăm người bệnh nè, rồi có người là ăn chay nguyên tháng 7 nè, có nhiều người là đi phát tế chẩn bần nè, vân vân. Cho nên tự nhiên nó cái ngày lễ Vu Lan này á trở thành một cái ngày lễ gì? Ngày lễ thiện. Tâm ai cũng phải khởi thiện. Ăn thì ăn chay trọn tháng. Rồi đối với tất cả mọi người xung quanh, làm thiện được điều gì làm thiện. Chư Tăng thì mình cúng dường, tại vì chư Tăng sau 3 tháng an cư, mãn hạ 3 tháng an cư, chư Tăng thêm được một tuổi đạo. Cho nên cái mùa này là mùa sinh nhật của quý thầy. Tại vì thầy nào sau cái lễ mùa Vu Lan là được thêm một tuổi đạo. Cái là mình đến mình cúng dường, mình khánh tuế. Khánh tuế tức là mừng tuổi chư Tăng, thêm được một tuổi đạo. Đối với chư Tăng thì mình cúng dường. Đối với cha mẹ thì mình hiếu thảo, phụng dưỡng, nhớ nghĩ, cầu nguyện. Đối với tổ tiên chúng ta cũng cầu nguyện và cúng tế. Rồi đối với những người nghèo khổ chúng ta phát tế chẩn bần. Đối với các loài sinh vật chúng ta mua chim, mua cá, phóng sanh. Và đối với những loài âm, những người mất, chúng ta làm lễ chẩn tế cô hồn. Cho nên cái ngày lễ Vu Lan nó rất đặc biệt. Là cái ngày lễ này thì tất cả mọi người đều khởi tâm lành, đều làm tất cả việc lành cho người âm, người dương, người từ con người đến con vật. Tự nhiên trở thành một ngày lễ rất lành và rất thiện trong Đạo Phật. Ở trong Kinh á, Đức Phật có dạy chúng ta 5 điều chúng ta có thể làm đối với cha mẹ. Thứ nhất là mình nuôi dưỡng. Thì cái chuyện này rất là thực tế thôi. Con cái thì nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mà chữ nuôi á, nghĩa là mình cho ăn, cho mặc, cho chỗ ở. Đó là thuộc về vật chất. Chữ dưỡng á, là thuộc về tinh thần. Chữ dưỡng là gì? Phải nuôi cái tinh thần cho vui vẻ. Mà Khổng Tử dạy á, nuôi là phải vui. Cho ăn phải vui chứ cho ăn mà cằn nhằn, cho ăn mà dằn mâm sáng chén nuốt gì nói. Cho nên cái chữ nuôi dưỡng là vậy đó. Thí dụ mình nuôi dưỡng con cái cũng vậy, cho nó ăn nhưng phải cho nó cái niềm vui. Dọn một chén cơm ra mà đập xuống bàn cái bóp, ăn đi quỷ. thì làm sao mà nói vui cho nổi. Rồi hoặc là vợ chồng gây gổ với nhau thì đứa con nó cũng ăn chén cơm đó, vì tới giờ nó ăn nó đói bụng. Nhưng mà nó ăn trong cái buồn khổ, nó ăn trong cái đau khổ là ba mẹ không được hạnh phúc. Có thể đứa nhỏ nó không hiểu, nhưng mà nó biết cái này là hình ảnh của sự giận dữ, của sự không an toàn. Cho nên cái tinh thần đứa nhỏ nó bị áp đảo cho dù là cuộc sống hàng ngày. Cho nên đại chúng phải rõ cái chữ nuôi dưỡng. Nuôi là mình cho nó ăn, nó mặc, nó ở. Nhưng mà nếu mà không khéo đó, mình không dưỡng được con. Và không khéo nữa đó là nó ăn, nó nuốt luôn cả cái giận hờn của mình trong khi mình cho nó ăn. Rồi lâu ngày đứa nhỏ đã trở thành một đứa cọc cằn, dễ nóng tánh. Bởi vì nó sống gần mình đâu có dưỡng nó cái gì đâu. Cái mà mình dưỡng nó là cái giận dữ của cha mẹ.
Ngược lại, con cái nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy. Cho cha mẹ ở, cho cha mẹ ăn, cho cha mẹ mặc, nhưng mà phải cẩn thận tế nhị lời nói của mình để dưỡng cái tinh thần của cha mẹ. Đức Phật dạy á, dưỡng nuôi cha mẹ, trong đó nó có một câu gọi là ái ngữ. Người già là hay tủi thân, người già là hay để ý bắt bẻ, lỡ mình nói một câu gì cũng dễ buồn dễ giận lắm. Cho nên làm con nhiều khi cũng phải cẩn thận, nhiều khi mình nói một câu mình không có ý, trong cái vô tình thì làm cho cha mẹ buồn. Nhưng mà ngược lại cha mẹ cũng phải thông cảm cho con cái. Đôi khi cuộc sống quá nhiều cái áp lực, bản thân gia đình họ, con cái họ, rồi bản thân mình nữa. Cho nên cha mẹ càng dễ dãi thì mình làm cho con cái dễ dàng đến với mình, nuôi dưỡng mình. Đôi khi nó thiếu sót một chút, cha mẹ cũng thông cảm. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống này, bổn phận của con cái là lo cho cha mẹ. Hay là lúc nó nhỏ đó, mình tự thấy bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Cái chữ bổn phận mình tạm nói thôi, chứ còn thật sự không có gì gọi là bổn phận cả. Cha mẹ thì thương con đó là chuyện bình thường, cần gì phải đặt chữ bổn phận. Hay là ngược lại, con cái thì phải lo cho cha mẹ, chứ có gì đâu bổn phận. Nhưng mà ở đây mình tạm dùng cái từ đó để cho chúng ta thấy rằng, à, con cũng tự biết bổn phận của con là lo cho cha mẹ. Thì ngược lại cha mẹ cũng phải mang lòng cảm thông cho con cái. Lỡ con cái nó thiếu sót chút ít, đừng có phiền hà. Đôi khi gặp chồng khó tính, muốn lo cho mình mà lo không trọn, thông cảm cái đó. Rồi đôi khi gặp vợ không có vui khi người chồng chăm sóc cha mẹ, thì thôi cha mẹ cũng thông cảm. Cho nên trong cuộc sống này, nếu chúng ta có được một cái sự thông cảm và chúng ta cảm thông, trước hết là phải cảm thông, vì mình cảm được điều đó để mình thông suốt mọi việc. Và chúng khi mà chúng ta có được cảm thông rồi á, thì cái sự thông cảm nó dễ dàng. Và chỉ cần sống mà có thông cảm như vậy thôi thì chúng ta nuôi dưỡng nhau nhiều lắm. Tôi rất là hạnh phúc có một người mẹ rất là thông cảm cho con cái. Nhưng mà nếu mà cha mẹ không thông cảm thì nó trời tôi khổ lắm. Tôi lo cỡ nào ba má tôi cũng dũa tôi được. Không, thành thử ra nhiều khi cuộc sống là phải có như vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa nhờ một chú đệ tử lo một chút việc thôi, mà cả tuần lễ nay rồi ông cứ cù cưa cù nhằn, ông không lo gì hết. Pháp Hòa mới nhắn về, Pháp Hòa nói thầy nhờ con có nhiêu việc, mà định nhắn thêm câu nữa. Nghĩa là mình định nhắn nữa là làm ơn, làm phước, quan tâm tới việc chùa, định nhắn vậy. Nhưng mà sau đó Hòa thôi, mình nói như vậy nó chẳng lợi ích gì. Rồi tự nhiên Pháp Hòa thấy người đó cũng đã dành thời gian lo nhiều việc. Có nhiều khi mình nói, định nói một câu đó rồi, nhưng mình nói để cho nó hả hê cái bực tức của mình. Nhưng mà sau đó thôi đừng nói, vì mình nói như vậy nó không có lợi ích gì để mà chứng tỏ mình thiếu sự cảm thông đối với đệ tử. Cho nên thôi không nói, năn nỉ thôi, con làm giùm cho thầy, hết ngày hết giờ người ta hối thầy quá, thí dụ vậy. Cho nên làm thầy với trò nó cũng giống như cha mẹ đối với con cái thôi. Chùa bận vậy, ổng còn xin phép đi đây đi kia và định nhắn. Sao thầy nhớ, thầy nghĩ, thầy thấy con nhớ mấy chuyện này hơn là chuyện định vậy đó, định bụng nghĩ vậy. Mà thôi không nói, mình nói ra nó chỉ không vui thêm thôi, không có lợi ích. Cho nên á, điều thứ nhất là con cái nuôi dưỡng. Thứ hai á, là mình làm bổn phận. Hồi nãy mà nói nuôi dưỡng là phải cho niềm vui. Thật sự thưa đại chúng, cái nuôi á, thì dễ mà cái dưỡng là khó. Giống như mình hay nói vậy đó, nuôi con không có sợ mà sợ cái dạy. Thì cái dưỡng tức là cái dạy đó. Mình chỉ cần nó đói bụng là mới chén cơm cho nó ăn à. Mà mình không biết trong đầu nó nghĩ gì, không biết nó vui, nó buồn, không biết bữa nay con mình nó làm sao. Có một chú email cho Pháp Hòa cách đây mấy ngày, nói đi thầy, thầy đi giảng nhiều quá, thầy có mệt không?
thầy nhớ take care nha, rồi chấm xuống hàng để dưới là love thầy, là thương thầy. Thầy Pháp Hòa email lại: thầy khỏe, thầy bình thường, con tụ trường rồi sao, học có được không, con ráng học nha, đừng lo chuyện khác, chỉ chú tâm chuyện học. Rồi cũng phải viết lại một vài câu, tức là mình appreciate người đệ tử đó, mình nó thấy mình đi giảng suốt rồi nó quan tâm rồi, nhưng mà mình cũng trả lời lại để mình quan tâm sự học hành. Có nhiều khi mình không biết nó đi học về, mình không biết nó nghĩ gì, có nhiều lúc cũng phải rình mò dò xét, cũng giống y như mình con cái thôi, nó đi làm về mình cũng phải dò xét tâm ý nó, coi nó vui nó buồn. Mà hễ mà bữa nào mình thấy nó vui vẻ, nó học hành, đó là cả một niềm vui của mình. Cho nên cái nuôi thì dễ mà cái dưỡng rất khó. Cho nên đại chúng để ý, mình nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy, mình nuôi rất là dễ, nhất là già rồi đâu có đòi hỏi gì nữa đâu, cho gì ăn thế. Nhưng mà cái cách mình hành xử. Rồi ngược lại, cha mẹ thấy rằng con mình nó nuôi mình thì thôi ráng dưỡng tinh thần nó, xí xóa, du di những cái gì mà mình thấy không cần thiết, để cho con nó thoải mái một chút để lo cho mình. Có nhiều khi nhiều người con rất là bị stress, vừa phải lén lút chồng vợ làm việc gì đó cho cha mẹ, rồi vừa phải đối diện với cái khó khăn của cha mẹ. Ôi cha, đủ thứ hết. Cho nên cuộc sống vốn rất là bình an, không? Chăm sóc cho nhau rất đơn giản, nhưng mà cuối cùng do chúng ta thiếu cái sự cảm thông, rồi tự nhiên chúng ta làm bế tắc nhau rất nhiều. Cho nên rồi chúng ta không dưỡng được nhau. Điều thứ hai, bổn phận. Cái bổn phận ở đây nó bao quát quá, biết nhiêu cho đủ. Ở bổn phận ở đây là chúng ta làm tất cả những gì trong khả năng của mình mà mình thấy mình làm được. Và cái mà cần nhất là đạo đức. Điều thứ ba là mình giữ gìn cái truyền thống, là giữ gìn cái truyền thống của gia đình. Mỗi gia đình có một cái truyền thống, mà đặc biệt là người Việt thì có những cái truyền thống chung. Giống như vừa rồi một tay tháng 9 Pháp Hòa phải bay qua Toronto, dù chỉ có một buổi một thôi, để làm cái lễ cưới cho một em người Việt lấy chồng người Phi. Mà giờ cái anh chàng Phi này ảnh đồng ý làm cái lễ, thì ảnh thích cái lễ theo truyền thống người Việt. Ảnh mặc áo dài khăn đóng đàng hoàng, ảnh lễ tổ tiên, rồi ảnh là dâng trà cho cha mẹ ảnh, cha mẹ bên vợ, rồi ông bà nội vân vân, hai gia đình cùng chung một cái lễ. Thì Pháp Hòa thấy rằng gia đình cần mình, tại vì cái lễ cần phải làm bằng tiếng Anh, người ta cần mình, thì Pháp Hòa ráng thu xếp để bay qua đó một buổi sáng, xong lễ là bay về liền. Nhưng mà Pháp Hòa vui là vì gia đình giữ được cái truyền thống đó. Và gia đình người Phi này họ rất là vui vì họ thấy được rằng gia đình này có truyền thống. Cũng giống như mình tới gia đình nào, mình thấy được cái cách sống người ta là mình phục, mình thấy được cái truyền thống, cái nề nếp người ta có. Cho nên Pháp Hòa thấy dụ như mỗi lần lễ Phật tử đi chùa mặc áo dài hay là mặc áo tràng tốt lắm, vì đó là cái áo, cái truyền thống của mình. Cái thứ tư á, là mình phải bảo vệ tài sản mà mình thừa tự. Không phải là vàng vòng châu báu của cải cha mẹ cho, mà chính là những cái gì rất là thiêng liêng, rất là truyền thống. Mà trước hết là phải nói tới cái bàn thờ. Mỗi lần Pháp Hòa thấy ai đó bỏ để vô trong thùng, bàn thờ tổ tiên, linh vị tổ tiên, hình ảnh tổ tiên, lư hương bàn Phật, đem lên nguyên thùng đưa cho chùa, hỏi gì đây? Cái này hồi má con sống, hai ông bà thờ giờ chết rồi, con giao lại cho chùa. Trời ơi, mình nghe như vậy mình buồn hết sức. Ngay cả tổ tiên cũng phát vô thùng giao hết cho chùa luôn. Thật sự ra chùa nhận cũng được, nhưng mà chỉ nghe câu đó, nghĩa là
không còn gì để kế thừa nữa. Cho nên á, nếu như cha mẹ thờ một bàn Phật hay là bàn thờ tổ tiên ông bà, khi cha mẹ mất rồi, mình có thể làm gọn lại cái bàn thờ để giữ cái bàn thờ đó như gọn lại thì được, nhưng đừng nên dẹp. Một cái gì nó rất là thiêng liêng mà mình dẹp được thì cuộc đời này còn gì nữa để mình giữ. Một cái thiêng liêng nhất là từ truyền thống tổ tiên, cái bàn thờ thờ bao nhiêu. Thật sự không có ông bà nào ngồi đó đâu, nhưng mà cái bàn thờ đó còn, nghĩa là gốc rễ mình còn. Thí dụ hồi đó ba má đi chùa nhiều cho nên thỉnh Phật về thờ nhiều. Bây giờ mình không có thờ như vậy, mình làm gọn lại giữ một bức hình Phật, một bát hương, nghĩa là còn giữ lại cái bàn thờ, còn cái chuyện làm gọn cho nó gọn lại tốt. Hình ảnh mình có thể làm gọn lại thành một bài vị cửu huyền thất tổ để mình thờ, đừng có dẹp. Rồi bây giờ mình ngay thế hệ mình dẹp rồi thì còn cái gì nữa đâu mà cho con cái nó giữ. Tới đời mình là coi như cạn sạch luôn, không còn gì hết. Cho nên đến thế hệ con cháu mình rồi là không còn gì để giữ nữa. Và lúc đó nó là một trái chuối hoàn toàn. Nghĩa là có cái vỏ màu vàng nhưng mà ở trong là màu trắng. Thường thường người ta hay ví dụ người Việt Nam mà không có tâm hồn Việt Nam là một trái chuối. Chỉ có cái lớp da màu vàng thôi, còn ở trong rất là Tây Phương. Mình nói như vậy cũng là không tốt, nhưng mà cây có cội, nước có nguồn, mình có gốc rễ của mình. Thành thử ra tại sao mình qua đây, mình dành dụm, mình đóng góp để mình xây dựng một ngôi chùa, chẳng phải là mình muốn giữ cái truyền thống đó sao? Cho nên đặc biệt ngôi chùa Việt Nam, đặc biệt ngôi chùa Việt Nam có cái tổ đường đa phần không có. Chùa Việt Nam là có bàn thờ tổ rõ ràng. Ở bên Trung Quốc á, có chùa có, chùa không. Mà chùa mà có là người ta làm một cái tổ đường, người ta xây riêng cái điện nào đó. Còn chùa nào chật chật là không có, thờ Phật, thờ Bồ Tát thôi, mà không có tổ sư đường. Còn chùa Việt Nam á, là tiền Phật hậu tổ. Trước là thờ Phật, sau là thờ tổ. Mà ngay giữa bàn thờ là bàn thờ của các vị hòa thượng, các vị tổ sư. Đó là tổ tiên tâm linh của mình. Còn hai bên thờ ông bà cha mẹ mà của mình đó là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh là những người thầy dạy cho mình đạo đức lễ nghĩa. Tổ tiên huyết thống là những người cho mình hình hài thân thể. Đặc biệt đạo Phật Việt Nam, chùa nhỏ chùa lớn, chùa nhỏ cỡ nào nhỏ cũng phải có một cái bàn thờ tổ, còn không nữa thì phải có tổ tiên. Nhà của người Việt, nếu mà là một người Việt chính gốc, không cần biết nhà đó Chúa hay Phật, Tin Lành hay Phật Giáo Hòa Hảo Cao Đài gì, phải có bàn thờ tổ tiên. Bước vô nhà là cái bàn thờ tổ tiên ngự ngay giữa đó. Quý vị có nhớ cái hình ảnh đó. Thì bây giờ mình qua đây cũng vậy, ông bà cha mẹ mình đã tạo bàn thờ, nhớ giữ cái đó. Đó là Pháp Hòa chưa nói những cái khác. Thí dụ như má lần sâu chuỗi niệm Phật, khi má mất đi, quý vị nhớ giữ lời sâu chuỗi đó. Vì sâu chuỗi đó là mẹ đã dùng bao nhiêu năm rồi, cái lực, cái tình của mẹ trong đó, giữ sâu chuỗi đó để kỷ niệm. Thậm chí cuốn kinh má dùng mấy chục năm, giờ má mất rồi, giữ cuốn kinh đó lại. Có thể nó rách rưới rồi nhưng mà giữ lại. Quý vị biết thầy viện chủ họ chạy tị nạn qua qua Canada. Cái ngày mà đi thỉnh thầy, trong người thầy có một bộ đồ, một bộ y. Và tài sản của thầy á, là một cái túi nải, cái giỏ sách quý thầy hay cầm đó, với một bộ đồ trong đó thôi. Trên tay thầy cầm một sâu chuỗi nhỏ nhỏ, hộp nhỏ nhỏ. Cho đến bây giờ sâu chuỗi đó Pháp Hòa vẫn giữ, Pháp Hòa treo trong vòng Pháp Hòa. Sâu chuỗi của thầy viện chủ từ trại tị nạn mang qua, nó đứt rồi, rồi Pháp Hòa xỏ lại, Pháp Hòa vẫn treo ở trong cái cửa phòng Pháp Hòa.
Và những cái gì mà ngày trước của thầy của chùa Pháp Hòa vẫn giữ cho tới bây giờ, những hình ảnh của thầy từ trại tị nạn qua đây, nhiều khi thầy đâu nhớ thầy để đâu đâu. Pháp Hòa thấy nhiều là Hòa gom cất cất đầy trong thùng hết. Vì đó là những cái kỷ niệm của thầy mình. Mai mốt mà bây giờ mình không thấy quý, chứ khi mà thầy không còn nữa với mình thì mình mới thấy rằng biết bao nhiêu cái kỷ niệm. Cho nên quý vị thấy không, tại sao nó thành đồ cổ? Cổ là do mình biết quý nó. Có một cái chén ăn cơm mẻ tùm lum mà bây giờ ta đem ra ta bán ở ngoài mấy cái chỗ tiệm bán đồ cổ có thể 5-7 ngàn cái chén đó. Tại vì người ta đặt giá trị nó, đây là đồ cổ từ thời nào đó. À, như cái ly này đây, bây giờ quý vị cũng thấy quý không? Ví dụ 50 năm sau, nói ly này đã từng ở chùa Hải Đức 50 năm về trước, lúc mà trời, lúc đó ôi cha, ly này ly cổ. Thí dụ vậy. Cho nên ăn thua mình. Quý vị có dịp nào đi qua Mỹ, đi mấy cái tiệm đồ cổ coi. Những cái ghế, những cái tủ này đây, đây là tủ này thuộc đồ cổ nè. À, từng đựng tiền. Thí dụ vậy mà thấy nó vậy, nó đồ cổ đó. Cho nên giữ cái truyền thống đó và giữ những cái gì mình thừa tự. Pháp Hòa khóa tu nào mấy đứa em nít nó tới chùa và cũng nói vậy. Nó khen chùa đẹp, nó khen và nói cái này là thầy làm cho tụi con. Thầy chỉ là người làm mà mấy con là người giữ. Rồi thậm chí Pháp Hòa nói với mấy thầy, những gì thầy làm bây giờ nhớ chụp hình lại, ghi lại, để mà khi đến đời tụi con biết cách mà làm. Chứ bây giờ không chụp hình lại, không lưu lại, hồi xưa không có phương tiện đó, không biết cách, bây giờ dễ quá. Cái gì mà ai làm mình lấy máy ra, mình cái phone của mình là bây giờ nó đủ thứ những cái tiện dụng đó. Thu hình, thu ánh, rồi chụp hình, chụp ảnh lưu lại hết. Đi đậu bãi đậu xe vô những cái parking mà những cái shopping mall nó quá trời lớn, nhiều tầng không nhớ, móc cái phone ra chụp cái rắc lầu số mấy, hàng số mấy, lát nữa đi lỡ quên bấm cái đó ra liền. Dễ không? Cũng như vậy thôi. Bây giờ những gì thầy tổ mình làm, các bậc tiền bối làm, mình chụp lại. Cho nên các anh chị mà trẻ trẻ đây, cô Diệu Tuấn, chú Nguyên Thạnh, bác Minh Kính, các vị ở đây mà làm gì, quý vị nhớ lấy máy chụp hình lại, giữ lưu lại. Mai mốt tới các vị làm hết được nữa rồi, mình phải biết cách làm chứ, để mình biết mình làm gì chứ, không thôi không biết đường đâu mà làm. Quý vị là người tiếp nối đó, những anh chị trẻ trẻ đang ngồi đây. Cho nên thường xuyên đi chùa để từ từ các vị trao lại thượng phương bảo kiếm hết. Ngọc tỷ, ngọc sải gì đao giao lại. Cái thứ năm là chu toàn tang lễ. Hồi nãy mình nói bốn rồi phải không? Nuôi dưỡng, làm bổn phận, giữ truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản tâm linh. Thứ năm là chu toàn tang lễ. Không phải mình mướn nhạc Tây, nhạc ta về thổi cho nhiều, chơi sáng đêm kêu là báo hiếu đâu, không phải. Làm một cái lễ tang trang nghiêm nhẹ nhàng, quan trọng là sự cầu nguyện, quan trọng là những cái lễ nghi mà căn bản. Thí dụ như để tang nè, cúng cơm nè, đó là mình giữ lại được. Vì cái khăn tang nó là biểu tượng sự mất mát, và chiếc khăn tang để nó nói lên được cái sự nhớ ơn của người con, đội cái ơn trên đầu và thăm tạ, cho nên cúng lại. Mình phải giải thích cho con cháu biết đó, ôi cái này rùm rà lắm, không cần đâu, đi mua kiểu Mỹ mấy cái miếng ron màu đen về phủ được rồi. Hay là gắn miếng vải trên áo vậy. Hồi xưa Việt Nam á, là người ta mai hai miếng vải trắng vải đen. Hễ mặc áo đen thì lật cái miếng trắng ra, mặc áo trắng là lật miếng đen ra, để tang suốt mấy năm trời. Đi đâu mà thấy cái miếng này là ta biết là cái miếng vải gắn áo, là ta biết mình đang có tang. Bây giờ mình đâu có để tang kiểu đó nữa đâu. Ít lắm, có mà ít. Đa phần là mình để tang trên đầu, xong rồi lột cất ở chùa tuần lễ đeo vô chút xíu ngày cúng thất thôi. Cũng đâu có gì mà quá đáng. Cho nên giữ cái tang đó.
Còn cái chuyện như là mình rước ban nhạc tới hát rồi sùm rồi những cái kiểu như bên Việt Nam rần rần cả đêm vậy đó. Nhiều khi một cái đám tang trong xóm mà người ta phiền dữ lắm, ta ngủ không được. Đám tang nào mà kéo dài một tuần là cái xóm đó nguyên tuần như bạc thi như là đám tiệc vậy, chứ không phải không có ra cái đám tang. Cho nên cái đám tang tụng kinh đó, giữ sự yên tịnh, con cái hài hòa trong gia đình thì được. Như vậy cha mẹ có đi nhẹ nhàng thanh thản, thấy con cháu mình hòa thuận với nhau, không gây gổ, không tranh giành. Có nhiều khi đám tang chưa bắt đầu nghĩ đến, nói tới cái chuyện, bàn tới cái chuyện tiền bạc gia tài của cải, chỉ làm cho cái hương linh người mất nặng nề buồn tuổi, không yên lòng để đi. Cho nên những cái đó là cái chuyện phụ. Ai mà tới chùa thỉnh đám tang á, hay bàn tới cái việc đó, Pháp Hòa nói quý vị đừng bận tâm chuyện đó, hãy để cho tâm mình thanh thản lo cái đám tang. Xong đám tang rồi, quý vị muốn cúng gì quý vị cúng, chùa không có đòi hỏi gì cả, đừng bận tâm chuyện đó. Có nhiều khi người ta nhờ mình lo dùm mâm cơm, người ta nói thôi để đưa tiền trước để thầy lo, nói đừng có bận tâm cái chuyện đó, chùa lo được. Khi xong hết rồi quý vị muốn cúng quả gì quý vị cúng, đừng có bận tâm. Ở trên Ném Minh Tinh là lo cho gia chủ khăn tang, cơm cúng, rồi thậm chí là phải liên lạc dùm cho nhà hoàng nữa. Rồi gia đình đó mà mình khuyến người ta ăn chay, mà cả gia đình chịu ăn chay cái mình thầu luôn nấu nữa. Khuyên người ta ăn chay cả gia đình mà nấu luôn nữa. Rồi chẳng những vậy mà phải chuẩn bị chén dĩa lung tung lên nhà hoàng để cho gia chủ người ta ăn chay. Mà hãng ta hoàng ba bữa là mình phải lo đủ sáu buổi cơm trưa chiều, vì mình muốn khuyến khích người ta làm việc đó. Cho nên chùa phải chịu cực, các cô là phải xé khăn tang rồi đem lên cho gia đình, rồi làm cơm cúng. Bây giờ giống như thành cái lệ ai tới mời thỉnh đám cái là chùa phải lo cơm cúng luôn cả khăn tang. Rồi ngày mai sáng nay Pháp Hòa về là mấy thầy phải chuẩn bị sẵn hết cơm cúng khăn tang, ra phi trường đón Pháp Hòa rồi thầy trò đi thẳng lên rớt đĩa. Lo bổn phận. Thì ở đây trong kinh Đức Phật dạy có 5 điều để chúng ta có thể làm cho cha mẹ: nuôi dưỡng, làm tròn bổn phận, giữ gìn cái truyền thống. Giống như quý vị dạy con mình biết thưa gửi, hoặc là đã gọi bằng ông, bằng bà, bằng thím, bằng chú cho rõ ràng. Không có auntie, không có uncle, uncle không biết uncle nào. Ví dụ vậy, mình nói một cái ví dụ nhỏ thôi để mình cho nó biết rõ. Cho nên những đứa nhỏ đó, Pháp Hòa thích giải thích cho nó nghe những cái từ đó. À, dưỡng là sao? Ai là người để mình gọi là dưỡng? Ai để mình gọi là cô? Người nào để mình gọi bằng gì? Tiếng Việt Nam mình nó rõ ràng như vậy, phải không? Mình phải dạy cho con cháu mình nó biết cái đó. Dù nó không gọi đi nữa, nhưng mà ít nhất nó phải biết đó là cái truyền thống của mình. Chứ còn bây giờ cứ ai cũng uncle hết, ai cũng auntie hết, thì nó không biết ai đó, người đó là ai. Cho nên rồi cuối cùng nó hỏi what size, mother size hay là father size. Mà tiếng Việt Nam chỉ cần gọi đúng cái chữ đó là biết, à cô này là bên mẹ nè, em của mẹ, chị của mẹ, vân vân. Cho nên rất là rõ. Cho nên cái truyền thống đó đẹp lắm, nó hay lắm. Ví dụ như mình cúng đó, mình chỉ cho con cái mâm cơm đơn giản lắm, nhưng mà mình tưởng giống như người thân nó còn đó với mình. Quý vị thấy bạn bồ nó sinh nhật, nó ghi trong lịch luôn, nó ghi trong phone luôn, bữa nay honey sinh nhật, darling sinh nhật, nó nhớ hết, ai sinh nhật nó biết hết. Mà sinh nhật ba má nó quên mất, ngày giỗ ông bà nó không nhớ. Cho nên mỗi năm quý vị phải chọn cho gia đình mình một cái ngày truyền thống, một ngày thôi. Có thể là dịp Tết hay là cái dịp lễ Thanksgiving, tập hợp hết con cháu về làm một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà, phối hợp với lễ Thanksgiving của phương Tây, để nó không có quên. Mà đồng thời mình biết gì,
mình biết hội nhập giữa Đông Tây. Thứ nhất là giúp cho con cái mình không quên, thứ hai là dễ dàng cho nó nhớ, và đồng thời nó có thể làm được gì trong khả năng của nó, vì ngày đó ai cũng được nghỉ. Thì cái lễ Thanksgiving của người Mỹ là lễ tạ ơn, thì mình cũng có cái tạ ơn của mình, tạ ơn cha, ơn mẹ, ơn tổ tiên. Hãy chọn ngày đó có thể làm một ngày giỗ chung. Còn cái chuyện mình cúng ông bà nội ngày nào đó chuyện của mình. Hết đời mình là nó không theo kiểu đó đâu. Mình hãy chuẩn bị trước một cái ngày đó, ngay bây giờ, để mai mốt nó có cái ngày lễ đó. Cho nên ngày đó mình gọi là ngày truyền thống của gia đình. Mình phải chọn một ngày đó, hoặc là chọn cuối năm, bất cứ cái ngày nào mà mình cảm thấy thuận tiện, để cho các con nó không quên. Cũng giống như bây giờ quý vị ăn chay, quý vị cứ ăn cái tuần lễ nào mỗi tuần một ngày, có thể chủ nhật hay là ngày thứ hai, thì con cái nó biết luôn, à mỗi thứ hai là cả nhà ăn chay, thì nó cũng biết ngày đó là ngày chay thì nó ăn, thì không có bị mất gốc. Đâu có cần lựa mùng một rằm chứ, mình muốn ăn đó chuyện của mình. Nhưng hãy chọn một ngày để cả gia đình cùng ăn, như cái đó gọi là dưỡng đó. Nuôi nó là một chuyện rồi, mà mình phải dưỡng, dưỡng một cái gì để ít nhất nó không là 100%, thì ít nhất nó cũng được 50% của cái truyền thống. Còn không, nó không có gì hết. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh Phật dạy 5 điều mà chúng ta có thể làm. Mà thưa đại chúng, khi chúng ta hiếu dưỡng được cha mẹ, cũng có nghĩa là mình đang lo cho mình. Vì mình dạy cho con mình cách đó, mình làm cái điều đó, nghĩa là mình đang chuẩn bị cho mình cái con đường đó, truyền lại cho con mình cái việc đó. Thì xin cảm ơn đại chúng. Và chút xíu nữa đây, trong buổi lễ, chúng ta sẽ cùng nhất tâm cầu nguyện cho những thiên tai đã xảy ra trong suốt một tháng qua ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại đất nước Việt Nam của mình. Nguyện cầu cho tất cả những thiên tai sớm được tiêu trừ, để mọi người trở về được cuộc sống an ổn. Thật sự cái mà cuộc đời này chúng ta cần chỉ một điều thôi, đó là cuộc sống an ổn. Và tại vì chúng ta nhiều thứ chúng ta hỏi, chúng ta đòi quá, cho nên rồi khó an ổn. Gần đây Pháp Hòa nói đùa với mấy em, Pháp Hòa nói đời thầy, thầy tập sống, con người đa phần là thích hai chữ đòi hỏi, phải không? Thôi bây giờ mình đừng đòi, ai hỏi thì nói. Tôi cũng đòi ăn mà hỏi ăn không? Dạ ăn. 52 chữ người ta mà vừa đòi mà vừa hỏi nữa, không? Thôi mình khỏi đòi, mà ai hỏi thì nói. Chúc đại chúng an lạc. Thưa đại chúng, Đức Phật có dạy trong kinh đó, ở trên đời này có hai hạng người quý. Một là người biết xây dựng cái gì chưa xây, hai là người biết tu bổ cái gì đã đổ nát. Ni sư trụ trì đang làm việc đó, đang làm một hàm hai hạng người quý mà Đức Phật đã nói. Cái gì hư sập thì phải có bổn phận xây lại, cái gì chưa có thì chúng ta ráng làm. Và đó cũng không ngoài mục đích chúng ta đến với đạo. Có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi, tại sao tôi phải có đạo? Vì vậy cho nên họ nói tôi không có đạo gì hết á. Có nhiều vị nói tôi vô đạo. Thưa đại chúng, mình không nên nói cái đó. Tại vì người vô đạo là không có đức. Đạo mới có đức, cho nên kêu đạo đức. Người mà không có đạo, Pháp Hòa không nói đạo Phật nha, chữ đạo này là con đường, là chân lý, là lý, là lẽ sống. Người có đạo nghĩa là người ta đang đi trên con đường của đạo lý để sống. Người sống có đạo lý không có ngang ngạnh, đi với họ đỡ khổ. Người nói chuyện không có đạo lý, nói ngang ba làng cả không lại. Cho nên ở đây chúng ta không nói đến đạo Phật, mặc dù hôm nay chúng ta sẽ nói một việc ba công dụng của đạo. Nhưng ở đây thường thường chúng ta điền vào một cái giấy no religion, tại vì chúng ta nghĩ đạo là gì? Đạo là một cái đấng thần quyền nào đó, mình gửi mình vào đó để người đó phù hộ cho mình, để người đó chở che cho mình. Nhưng xin thưa với đạo Phật, chữ đạo đó
không đúng nghĩa. Đối với đạo Phật, đạo là chân lý để sống. Mà chân lý để sống thì là nghĩa là gì? Là người đó phải có nhân cách. Có thể một người sống trên đời này, một Phật tử không biết về đạo lý, không biết giáo lý nhà Phật. Hỏi Phật là gì không biết, hỏi Pháp là chi không biết, hỏi tại sao cuốc ba lại không biết, tôi thấy ai cuốc tôi cuốc theo. Có thể người đó không biết gì về giáo lý hết, nhưng nếu người đó có nhân cách, đi tới đâu cũng không bị mai một. Có phải không? Có nhiều khi mình biết thật nhiều giáo lý mà mình không biết lúc nào thi thố giáo lý, mà lúc nào nên im lặng, thì người ta cũng cười thôi. Mà thậm chí ta cười hơn nữa, ta thấy chị đó, anh đó biết nhiều quá mà sống không đẹp. Cho nên rốt cuộc rồi cái gì cũng biết mà không biết điều. Nguy hiểm. Có nhiều người người ta nghèo nhưng mà nhân cách người ta có. Có nhiều người người ta không có học nhưng nhân cách có. Mà có nhân cách, nơi người đó đã có đạo rồi đó. Cái đạo này không phải đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hòa Hảo, Tinh Lành gì cả, mà đạo này là đạo lý để sống. Và đối với đạo Phật, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta ứng dụng năm giới. Một người sống không lấy cái sinh mạng của người khác làm vui. Có một câu hỏi là, thí dụ như bây giờ mình lỡ phải đi bán cái nghề câu cá hay là làm trong nhà hàng, ít nhiều cũng là sát sanh, nhưng vì cuộc sống chúng ta không giết người bừa bãi, không giết những con thú để lấy vui, mà vì cuộc sống chúng ta đành cam cái lỗi đó. Nhưng bù lại chúng ta tròn nhân cách ở phần khác, là không gian tham trộm cắp, không sống quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của mình, không nói những lời đâm thọc, chia rẽ, mất đoàn kết, không dựng chuyện, không biêu xấu, không nói những gì mình không thấy biết rõ ràng, không lên án phê bình những gì mình không thấy biết rõ ràng. Một người vậy đi tới đâu nói ra điều gì người ta cũng nói ờ. Chứ nếu mình nói riết, ai nói cái chị, trời ơi hơi đâu chị nghe nhỏ đó, là mình biết là mình sao rồi đó. Thật ra một người mà sống mà lời nói của mình có chân chánh, rồi một chúng ta không rượu chè cờ bạc xì ke ma túy vân vân, thì một người mà sống mà như vậy đó, đối với Nho giáo thì là gì? Nhân nghĩa lễ trí tinh. Đối với Phật giáo thì chúng ta giữ năm giới. Nhưng mà xin thưa, năm giới này có phải để dành riêng cho người Phật tử không? Không. Bất cứ ai trên đời này, anh già, anh trẻ, anh xấu, anh đẹp, anh giàu, anh nghèo, bất cứ ai muốn hạnh phúc thì đây là nguyên tắc căn bản xây dựng hạnh phúc. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc bê tha. Nhân cách có. Mình sống sao mà đi tới nhà người ta chơi đứng dậy mất đồ, thì mai mốt người ta mới đầu người ta chưa biết, lần thứ hai tới mất tiếp, lần thứ ba mất tiếp thì ta nghi. Và thậm chí bây giờ mình tới nhà chơi, người ta dòm ngó mình. Thật sự cái nhân cách rất là quan trọng. Hồi nhỏ mình cũng được ông bà cha mẹ dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng. Và thậm chí các cụ còn dặn kỹ hơn, ý tứ. Chữ tứ là cũng một hình thức tư duy đó. Mình phải để ý, phải không? Ăn mình phải để ý, ngồi phải để ý,
huống chi một người xuất gia. Một người xuất gia mà đi vào mà làm một vị sa di, một chú tiểu học kỹ lắm. Mà nếu chị đó chịu học à, vị đó phải chịu học, vị đó chỉ phải chịu hành, vị đó phải chịu ứng dụng thì mỗi ngày mỗi đẹp. Xin thưa đại chúng là muốn có cái đó phải học thôi à. Hồi nhỏ mình lớn lên đâu có ai xúi biểu gì mình tự nhiên biết học làm đẹp. Phải có cái kiến để mình vẽ cho nó ngay, phải có cái kiến để mình chải tóc cho nó đàng hoàng. Trước khi mình ra đường, mình đứng trước cái kiến, mình chỉnh chu lại. Thế thì mình muốn chỉnh chu con người để chi? Để ra đường người ta nhìn mình coi nó đặng. Thì tâm thức của chúng ta phải sống như thế nào để người ta nhìn coi nó được. Có nhiều người ta nói, mình làm riết người ta nói, sống sao đó là sống, làm sao đó coi được làm. Có nhiều người ta nói lẫy vậy đó, là tại vì mình quá đáng. Thì người ta phải nói câu đó, sống sao coi cho được. Có nhiều người còn dạy con sống sao mà ra đường ta đừng có về ta chửi cha chửi mẹ mình. Thì có nhiều khi hồi nhỏ mà được nhắc nhở mấy cái chuyện đó, tại vì nếu mình không khéo thì ra ngoài người ta đâu có cho chửi mình đâu. Ta chửi cha chửi mẹ là ý đó là cha mẹ không có dạy dỗ con cái. Trong chùa cũng vậy, một người mà làm sai thì cả đoàn ảnh hưởng. Cho nên mình mới có chữ tăng. Tăng là gì? Nói cho đủ là tăng già. Tăng già là một đoàn thể của những người sống hòa hợp thanh tịnh. Cái chữ tăng già là phiên âm từ tiếng Phạn là sangha. Tàu người mình âm lại là tăng già, chứ nguyên thủy chữ là sangha. Có một vị đó mới nói dịch nghĩa đó mà, nói Phật là gì? Phật nói cho đủ là Phật Đà, nghĩa là giác giả. Tăng nói cho đủ là tăng già, tàu dịch là hết ga. Bị già rồi còn ga nữa đâu. Thưa đại chúng, mà lâu lâu các thầy hay biến chế, biết chị không, cho nó vui mà học. Hồi nhỏ vô chùa tu không có game chơi, không có tivi coi, thành thử xúm lại chơi là giỡn, là chỉ những cái trò chơi, những câu nói để làm sao nuôi dưỡng mình. Nhiều khi buồn đâu có chuyện gì làm đâu, ngoài giờ học bắt đầu ngồi đó, gọi là tệ giác nó sanh. Thay vì ta kêu là tuệ giác là tệ giác. Mỗi lần lên thỉnh đại Hồng Chung cũng có cái bài kệ. Cái bài kệ thỉnh đại Hồng Chung là Hồng Chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nghĩa là tiếng chuông ngân lần thứ nhất gọi là Hồng Chung sơ khấu, bảo kệ cao âm là con ngân nga cái lời kệ này. Thượng thông thiên đường, trên thấu tới trời, dưới thông địa ngục. Buồn quá không có chuyện gì làm, bắt đầu súng lại chế. Hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Hồi nhỏ giỡn vậy thôi nha, lớn lên giỡn kiểu đó là quỳ nhang. Gần đây cái chuyện corona nó tái phát, nó phát sinh, có nhiều vị mới đùa chế một câu chú án corona corona satara satara satik satabaha. Nghe vui vậy không? Không được đọc, không nên, không có được make fun những câu kinh. Cho nên mấy vị chế câu đó là gửi qua cho quý thầy, quý thầy nói quỳ nhang nghe con. Gỡ xuống hết. Mình hồi nhỏ mình không biết, và cái ý tốt của mình là mình cái ý mà gọi là không tội lỗi là gì? Chế để gọi huynh đệ với nhau vui, rồi để nuôi dưỡng cái người tu lúc tuổi trẻ, vì không có cái gì để chơi, không được ra ngoài chơi, không có những trò chơi, không được đi coi tivi, không được đi coi hát, không có gì hết.
thì lúc buồn thì ngồi lại giỡn chơi vậy thôi. Quý vị biết là mấy chú tiểu mà cầm cái chén cúng súp xanh mỗi buổi trưa vậy đó, cái bài là đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, thì ngồi giỡn lại với nhau. Đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ. Ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Câu chú là án cục tác tó ha. Nhưng mà tại sao hồi xưa các ngài cho, các ngài nghe nhưng mà các ngài kiểu như là sao? Phớt tỉnh ăn lê. Là vì hiểu tuổi trẻ nó cần có cái niềm vui, du di cho nó. Hồi nhỏ Pháp Hoài ở chùa đi xuất gia 15 tuổi ở bên Canada, ở trong chùa đâu có ai chơi với mình đâu. Đi học về là lủi thủi một mình, là phải nấu cơm, rồi phải cúng, phải tụng, không có ai giỡn với mình. Trời, tối nào mà có mấy Phật tử về tụng kinh là mình vui lắm, mình không muốn cho ai về hết. Cho nên rồi bắt đầu đi lấy bóp, lấy vỏ của mấy bà giấu. Để làm chi? Để mấy bác ở lại lâu hơn. Rồi tối mà mấy bác ngồi thiền á, là Pháp Hòa ngồi ở đằng sau á, Pháp Hòa lấy cái vạt áo của người này cột với vạt áo người kia. Còn nếu mà cột không được là cột vô mấy cái gối ngồi thiền á, cái đứng dậy cái toàn ten vậy đó. Có một bác tội lắm, bác nói kệ chú, cho ổng giỡn chút đi, cho ổng vui ổng tu. Đó là cái người mà người ta hiểu được mình. Cho nên nhiều khi mình giỡn cũng vậy. Nếu mà mình, cái giỡn của mình nó thanh tao, hay lời nói của mình nó không có quá đáng, dù mình không có biết nhiều về Phật Pháp, có những người không biết niệm Phật, nhưng mà cái nhân cách sống, cái đạo lý họ sống có. Thế thì xin thưa với đại chúng là chúng ta đến với đạo Phật nói riêng, đến với tất cả đạo giáo nói chung, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến với một đấng thần linh để ban phước giáng họa, thì chúng ta chưa trọn được cái ý của cái sự tu đạo. Mà chúng ta đến với đạo để chúng ta học làm sao để chúng ta có được một nhân cách tốt. Mà khi chúng ta có nhân cách tốt thì chúng ta sống tốt. Mà nếu chúng ta sống tốt thì nghĩa là chúng ta đã đi đúng đường, và niềm vui càng tăng trưởng. Ví dụ vợ chồng sống với nhau, dù có thân đã là vợ chồng, nghĩa là không còn gì để giấu, thì có giận nhau cỡ nào cũng không có lời thô. Thí dụ như mày tao hay là hâm đánh, thì làm cho cái người vợ đó sống trong hoảng hốt, sống trong sợ hãi, sống trong lo lắng, vân vân. Hay thậm chí con cái của mình. Cho nên mình đến với đạo làm sao mà mỗi ngày mình càng vui, thì biết rằng được con đường tu đạo mình đã đúng. Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị phát tâm ăn chay trường, nhưng người nhà của mình có nhiều người chưa sẵn lòng với cái việc đó của mình, quý vị không nhất thiết ăn chay trường. Quý vị ăn như thế nào để con cái mình vui vẻ với mình? Ví dụ như nếu con cái thông cảm, con mời mẹ đi ăn, mẹ đi ăn với con, mẹ vô mẹ ăn cái gì mẹ thích. Có nhiều khi mẹ không thích ăn thịt, mẹ kêu một dĩa xà lách, một dĩa mì mang, miễn là mẹ có đi với con. Cái quan trọng là đi với con. Thôi mẹ tu rồi con ơi, hết ham rồi. Quý vị biết, nó mời một lần, hai lần, ba lần, riết nó không mời, cái bắt đầu mình sanh mình buồn. Lúc nãy đi đâu thèo kêu tôi nữa. Thôi dạ rồi. Tức là mình cũng tự, mình cũng có một phần trong đó. Cho nên á, mình sống ở một cái thời đại, nếu lúc nào con cái mình vẫn còn cần tới mình và mời mọc mình, là mình biết rằng trong sổ mình, trong sổ của nó có tên mình. Còn nếu lúc nào mới đi đâu mà nó không có ngó ngàng gì tới mình hết trơn là mình mất sổ rồi đó, mất tên. Bên Thiên Chúa giáo người ta cũng có 10 điều răn, Phật giáo cũng có 5 điều giới, rồi 10 điều, rồi Bồ Tát giới, vân vân. Vậy thì tất cả những cái giới, những cái này cái kia để làm gì?
nhằm một mục đích để nhân cách hóa người đó, để làm cho người đó đẹp hơn, dễ thương hơn. Pháp Hòa ví dụ, Phật tử mặc áo tràng khi cần vào toilet nên ra áo, không nên mặc áo tràng đi vào nhà cầu, nhà vệ sinh. Tụng kinh xong đứng nép qua bên, xếp áo tràng đàng hoàng, không có vừa đi vừa cởi áo. Có nhiều khi cái từ mình dùng vậy đó, ê đợi chút tôi cởi áo rồi để đợi chút tôi lột áo. Tu mà đến bị lột áo là dữ lắm. Thành thử ra cái từ mình dùng nó cũng khác. Ví dụ mình mời ăn cơm trong chùa đấy, mời thọ trai hay là mời đi dùng cơm, ăn cơm chiều là kêu dược thực, ăn sáng là tảo thực, tảo là sớm. Và hàng ngày mình gặp quý thầy, dạ bạch thầy, thỉnh thầy. Thật ra quý vị nói tiếng Việt cũng được nữa, mời thầy. Có một cái cô Phật tử, cô viết cho Hòa cái thơ. Viết xong cái cô nói, cuối thư con kính chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Ý cổ muốn chúc mình là sáng suốt đúng không? Mà lúc đó nó quên. Có một lần khác, một đạo hữu mời Pháp Hòa lên giảng, xin đại chúng đồng đứng lên chắp tay mời thầy lên pháp trường. Làm như bị xử bao công vậy. Có một ni sư, có lần ni sư đứng lên giới thiệu Pháp Hòa mà run quá phải không? A Di Đà Phật, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, mời đại đức Thích giảng sư. Tất cả là rất vui. Và thưa đại chúng, là nếu mình biết được thì mình dùng. Ví dụ như nãy quý vị nói vậy, không biết chữ hảo tướng, nó thầy đẹp trai quá. Ai biết tiếng Hán thì xài tiếng Hán hảo tướng, còn biết tiếng Tiều kêu hưởng táo. Mỗi người chúng ta từ nhỏ tới lớn là được học. Học làm sao để mình hoàn thiện cái nhân cách của mình. Khổng Tử dạy á, nghèo mà không hèn. Nghĩa là mình nghèo mình có thể mặc áo rách, nhưng không có để nó rách tả tơi. Người ta thấy tivi hồi nhỏ Việt Nam, ê mày mặc quần áo nhiều tivi quá mày. Ê, nhà tao giàu mày ơi. Lấy mấy cái lỗ mà nó rách á, rồi xong rồi lấy vải mà vá lên á, thì kêu là tivi. Ai nghèo mà biết cái vụ đó? Ai cũng nghèo không biết. Còn người nào mà sáng nào cũng ăn khoai kêu khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai, nghe thấy cũng giàu nữa. Vậy thì thưa đại chúng, cái công năng thứ nhất chúng ta đến với đạo là tròn vẹn nhân cách. Thí dụ như Đức Phật hướng dẫn các thầy tỳ kheo khi đi không có được đánh tay. Đánh tay đằng xa vậy nè, trừ khi nào tập thể dục. Nhưng mà nếu một người tu mà đi bài hái vậy, người ta kêu trời ơi tướng đi đẹp quá, đi bài hái. Ăn cơm ngồi mâm này rồi không có được sang mâm khác, cái đó kêu là ngồi lê đôi mắt, không được. Khi cầm cái tâm xỉa răng lên thì phải đọc cái bài kệ xỉa răng, lấy thức ăn ra khỏi răng, cũng như mình lấy những cái khó khăn độc tố ra khỏi lòng. Một chút nó dính vô răng khó chịu thì tưởng tượng một chút não phiền nó ở trong tâm còn khó chịu cỡ nào. Cho nên xỉa răng là xỉa tâm, quét nhà là quét tâm, rửa chén là rửa tâm. Vì mình thấy mình có pháp tu, cho nên tất cả mọi việc mình làm đều ứng dụng pháp tu, cho nên làm mà không mệt. Cùng một công việc, rửa chén, quét nhà,
Nhưng người làm mà không có phương pháp, không có pháp môn thì làm thấy mệt lắm, tại vì mình làm cực khổ. Còn người tu làm là pháp tu. Ví dụ quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Ngày nào còn ăn vẫn phải sử dụng chén, mà có sử dụng là phải có dơ, dơ rồi thì phải rửa. Đó là chuyện bình thường. Đạo là ở đó, anh tìm chi cho nó mệt. Đạo là ở cái chỗ anh biết rửa chén. Còn nếu mà người không biết rửa, trời ơi trời, ăn có một chén mà rửa một xin, thì người ta cũng sẽ rửa chén, nhưng mà rửa trong cái nặng nề. Còn mình biết rửa chén, rửa không có khó khăn. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Đó là kệ rửa chén. Mình vẫn coi tivi, nhưng không vì buồn chán mà coi. Có nhiều người nói trời chán quá, mở coi có gì không. Không cần phải chán mới coi. Đây, coi tivi theo Phật giáo nè. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành sẽ cho tươi vui cuộc sống. Tại sao chán mà coi tivi? Tâm mình là một máy truyền hình. Nếu tâm biết chọn chỗ vui thì cảnh nào cũng vui. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Vậy sao mình không lựa đài nào hay ho mình coi? Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Như vậy người ta buồn người ta mới nghe nhạc, người ta buồn người ta coi tivi. Một người Phật tử coi tivi là pháp tu. Chọn những đài nào, những chương trình nào có học hỏi, có sự tiến hóa, chúng ta học, chúng ta coi. Coi mà để học chứ không phải coi để giải cái buồn chán. Đọc kinh là để minh Phật chi lý, chứ không thể nói rằng buồn quá đi đọc kinh. Đọc cái đó cũng buồn, mà đọc hồi buồn ngủ. Rồi thí dụ như đừng đợi tới bệnh mới tụng kinh cầu an. Mình phải tụng cho thường xuyên để lời kinh nó thấm vào tâm mình, phòng bệnh hơn trị bệnh. Đợi tới bệnh mới cầu, tụng đâu có nổi mà hết. Cho nên mỗi ngày mình tập tụng kinh. Tập cho tâm, tập tụng để làm gì? Để lời kinh thấm trong tâm mình. Rồi khi cái khổ nào nó đến á, mình biết. Mình biết rõ thân này có già, có bệnh. Cho nên khi bệnh nhẹ nhàng chấp nhận, không có rên rỉ, không than van. Buồn cũng nghe nhạc, thì lúc bình thường cũng nghe thì nó thoải mái. Nghe kinh cũng vậy, đọc kinh cũng vậy. Cho nên hàng ngày nó, người tu vẫn làm tất cả những công việc của người, một người ngoài đời. Nhưng mà cái thái độ tiếp nhận công việc nó khác. Thái độ tiếp nhận công việc là thái độ tiếp nhận bằng niềm vui. Pháp Hòa ví dụ chiều nay đại chúng đến đây ngồi, đâu có ai ép gì mình. Mình đi bằng tất cả sự muốn, cho nên ngồi vui. Thật ra cũng một chén cơm đó, nhưng người có thái độ ăn trong hạnh phúc ta ăn rất vui. Người ăn trong buồn phiền ăn không thoải mái. Cũng cùng ngồi chung một bàn, nhưng người đó ngồi rất thoải mái, còn mình ngồi tại có người kia mình khó chịu. Cho nên có nhiều vị mới hỏi các thầy, tại sao các thầy làm việc nhiều mà các thầy không có câu có bực bội như là những người ngoài đời? Vì Pháp Hòa mới nói cái đó là tùy theo cái thái độ tiếp nhận công việc. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm Phật sự với cái nghĩa là mình làm cho đại chúng, nhưng đâu có nghĩa là ai cũng bằng lòng với công việc của mình đâu. Có thể người nói thế này, người nói thế kia. Một đêm, một ngày Pháp Hòa làm việc, từ sáng tới chiều qua làm việc ít nhất 20 tiếng một ngày. Ít nhất là 20 giờ. Còn có bữa nào hơn nữa là 22 tiếng.
Có những ban ngày Pháp Hòa biết bao nhiêu công việc bên ngoài, thì chỉ mong buổi tối mình có giờ mình vào phòng mình làm việc. Là giờ buổi tối là làm gì? Trả lời email hay là soạn bài giảng. Nhiều khi không có thời giờ. Một cái mail mà người ta gửi tới 95% là mail khổ, còn 5% còn lại là mail vui thôi. Ít lắm. Đa phần là khổ, mà nhiều khi còn phải: thầy ơi cứu con gấp. Có nhiều vị vỡ viết thơ trong cái subject: thầy ơi cứu con gấp, thầy phải đọc thơ này liền, thầy phải trả lời gấp. Mà mình nghe chữ gấp cái là mình phải mở coi liền. Nhưng mà rồi nếu muốn trả lời một cái mail đó 5-3 phút nói không hết. Bởi vì cái đau khổ nó tràn gian, thì mình phải trả lời đại hải. Có nhiều cái câu hỏi là Pháp Hòa biết là nói không, viết không thể nào hết ý. Pháp Hòa phải email lại: cô Quan Hỷ, chú Quan Hỷ gọi lại chùa. Pháp Hòa cần phải nói trên phone mới nói hết ý. Tại vì sao? Tại vì mình có tâm với Phật tử. Nhưng mà thưa đại chúng, có những lúc quý vị phải Quan Hỷ là quá nhiều Pháp Hòa trả lời không hết. Không phải là Pháp Hòa vô tâm, nhưng mà quá nhiều trả lời không có hết. Bây giờ mà gom lại mail cũ, mail mới là 19.700 cái. Làm sao qua nói hết được. Một ngày một đêm, chỉ một đêm mà trả lời 5-7 cái mail là thấy hết giờ. Mà mình cũng mệt mỏi rồi, một ngày làm việc bên ngoài. Rồi còn bao nhiêu thời gian. Gần đây đi giảng nhiều, thầy lại ít giờ dạy cho mấy thầy, mấy cô, mấy chú trong chùa. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa quy định ở chùa, chúng trong chùa học một tuần 3 ngày, 3-5-7. Bây giờ đi giảng riết không có thời gian. Cuối cùng Pháp Hòa nói ngày nào ở nhà ngày đó học. Ở nhà 2 ngày dạy 2 ngày, ở nhà 3 ngày dạy 3 ngày. Cho nên từ sáng tới tối Pháp Hòa không có chỗ trống. Chiều 5 giờ quý vị dùng cơm là gấp rút, 6 giờ là phải học. Học cho xong tới 7 giờ 15 là lên tụng kinh. Ở nhà là không bỏ thời kinh nào với chúng, trừ trường hợp bệnh hoạn hay có chuyện gì, chứ còn thời kinh tối không bỏ. Bận gì bận cũng tranh thủ, ráng tranh thủ ra một thời kinh với đại chúng. Tức là mình không, thật sự mình mệt á. Nhưng mà nếu người không có lòng và cái thái độ tiếp việc thì người đó sẽ rất dễ quậu quọ câu có. Cho nên chúng ta đến với đạo là để chúng ta học một cái nhân cách, chúng ta học một cách tiếp xúc với sự việc, để chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Và chúng ta suy nghĩ thế này: tại sao có những người không có việc gì để làm, còn mình có việc để làm là mình phải vui, để mình sống không lãng phí. Đức Phật dạy trong kinh đó, các thầy các cô thọ nhận của Phật tử, khi Phật tử cư sĩ tại gia có hữu sự, có 5 việc người tu phải lo cho người ta: chăm sóc gia đình họ khi ốm đau, an ủi đó chứ không phải tới làm gì. Phải thường xuyên hỏi thăm. Nếu gia đình đó có khổ đau, người ta cần mình phải có mặt. Cuối cùng, nếu gia đình đó có người thân qua đời, tăng ni phải có bổn phận chăm sóc cho người gia đình Phật tử đó. Cho nên nếu mình là một người tăng ni, mình nhẫn lạnh lời Phật dạy, mà sự thật là như vậy. Đấy, hàng cư sĩ Phật tử tại gia, quý vị đã giao giúp đỡ cho chùa chiền, cho tăng ni quá nhiều trong một năm. Thì khi quý vị hữu sự, quý vị cứ đến quý thầy, quý thầy phải tìm cách sắp xếp để giúp đỡ cho mình. Cho nên chúng ta tương trợ lẫn nhau, thì trong cuộc sống của mình tương trợ như vậy có niềm vui. Chứ mình sống như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui, mình tu như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui, là mình biết mình tu đúng. Còn nếu mình tu mà riết con cái mình nó thôi, má tôi tu, ba tôi tu, nhưng mà mình không có một cái connection, không có một cái sự liên đới với gia đình, thì đó không phải là cái cách của đạo Phật chỉ. Tại vì sao? Tại vì hạnh phúc gia đình nó mới nuôi dưỡng cái đường tu mình nó lâu dài. Như hạnh phúc của người tu với nhau chung một chùa phải có, thì người tu đó mới tu lâu dài được.
Nếu một vị đó vào chùa tu mà thầy không ngó ngàng gì tới mình, huynh đệ hiềm khích lẫn nhau, người tu đó dễ bỏ cuộc lắm. Tại vì người ta bỏ một mái gia đình, người ta vào chùa người ta tu, người ta mong có được cái tình của huynh đệ. Cho nên nếu quý vị nào mà để ý những cái bài hát Pháp Hòa mạng phép sửa lời đó, tất cả tâm tư Pháp Hòa gửi trong những cái lời đó. Thí dụ cái bài hồi sáng mình hát: ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát, biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ở một bài khác, lấy một cái điệu lý của việc của dân ca Việt Nam: sáng nay lên chánh điện mong gặp tăng thân, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng ngồi yên, dáng bình an, dáng sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng thật vui. Ước mong cho tất cả sống an vui, đừng tranh cãi, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết thương nhau, cảm thông nhau. Tất cả những cái bài nhạc nhỏ nhỏ Pháp Hòa cãi lời, mà tất cả những cái đó, cái tâm của mình, cái lòng của mình nó gửi trong những câu đó. Tại một người tu mà chúng ta không có hạnh phúc với nhau thì chúng ta tu không có nổi. Ở đây mình đi tu mình thiếu cái đó. Tại vì chùa ít người quá, ít những bạn tu. Nhưng mà nhờ tâm tu mình vững cho nên mình không có bị lung lay. Chứ thường ta hay nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà nếu mình vô tu mà không có bạn bè tu chung dễ thối chí lắm. Tại vì mình không có ai cùng tu cùng học với mình. Cho nên huynh đệ Phật tử tại gia với nhau cũng vậy. Đi chùa với nhau mỗi tuần, lâu lâu thấy người kia có bộ 2-3 tuần không đi, phone thăm: chị khỏe không? Anh khỏe không? Thứ nhất người ta rất là vui là mình có quan tâm. Thứ hai là mình còn biết được nhau như thế nào để nâng đỡ, để an ủi, để giúp đỡ. Cho nên tu có niềm vui, sống có niềm vui. Mà thật sự ở ngoài đời này mà sống mà không có niềm vui thì người đó chán nản, dễ bỏ cuộc đời này lắm, đi tìm một thế giới khác. Tại vì người ta sống, người ta cảm thấy cuộc đời này không có gì vui. Thậm chí người ta còn thốt lên những câu than thở: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Có thể mình quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Người hiểu được mình đâu có mấy đâu. Cho nên trong cuộc đời này mà ai hạnh phúc lắm, tìm được một người tri âm đó là hạnh phúc. Người hiểu được mình. Thậm chí mình viết một bài thơ đăng trên báo mà có người hiểu được bài thơ mình, người ta cảm được bài thơ mình, mà người ta đem bài thơ mình ra người ta phổ nhạc, là mình biết rằng người phổ nhạc nhất định phải hiểu thơ, mới tả được cái bài thơ đó thấm thiết tâm tình. Rồi người ca sĩ hát bản nhạc đó phải sống với bài thơ đó, phải cảm được bài thơ đó. Cho nên không chỉ riêng đối với đạo Phật, mục đích chúng ta đến với đạo không phải để bái lại Đức Phật, không phải chỉ để thờ cúng Đức Phật theo chúng ta thường thấy. Xin thưa, những cái đó là những cái bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một bậc thầy đã dày công hướng dẫn. Chứ Đức Phật không cần cái đó. Cái Đức Phật đang cần ở chúng ta là nhân cách của mình và niềm vui của sự tu tập. Ví dụ như mình cúng rất là tha thiết nhưng mà quay quân lưng lại là huynh đệ không nhìn nhau thì chắc chắn Phật sẽ không vui điều đó. Thành ra quý vị có chuông mỏ trước bàn Phật, có thắp nhang, có lại Phật được hết. Điều đó không có gì sai và cũng không có gì chúng ta bác bỏ. Nhưng chúng ta biết rằng những gì chúng ta đang làm là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Phật thôi. Như mình thờ tượng Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo vân vân,
là chúng ta biết ơn các ngài đã dày công giữ gìn đất nước. Đối với Đức Phật cũng thế. Chúng ta kính ngài là bởi vì ngài là bậc thầy giác ngộ dẫn dắt cho chúng ta. Mà cái quan trọng cần thiết là chúng ta phải học giới, hành trì để chúng ta nhân cách chúng ta lại. Cho nên có một vị tổ mới nói, các ông có thể không biết giáo lý, nhưng nhân cách các ông không thể thiếu. Có một hòa thượng nói, các vị có thể không có gì hết, như là nhà, cửa, tiền bạc đó. Các vị có thể không có gì hết, nhưng các vị không thể không có lòng từ bi. Bởi vì lòng từ bi đâu có cần mua sắm gì đâu, chỉ cần mình thương được mọi người thôi. Đó là hai cái công dụng của đạo. Thứ nhất là nhân cách, thứ hai là niềm vui. Mà niềm vui này từ đâu ra? Niềm vui này là từ sự tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như là mình thích ăn chay nhưng không biết nấu, rồi quen với một vài người bạn, hay là mình lên YouTube mình học, khi nấu được đồ chay rồi vui không? Vui. Là vì bây giờ mình biết nấu rồi, mình biết làm những món ăn chay mà người nhà mình enjoy, rất thích những món của mình. Cũng như vậy, Pháp Hòa biết rằng quý vị nào mà học kinh mà thuộc kinh là mừng lắm, thuộc chú Đại Bi là vui lắm, thuộc Bát Nhã Tâm Kinh là vui lắm. Nhưng đó chỉ là bước đầu mình thuộc kinh. Nhưng bây giờ mình làm sao mình ứng dụng lời kinh, nhưng mà không phải máy móc. Ví dụ nè, mình có cái ly mình rất thương, lỡ nó rớt bể đó, bây giờ mình tiếc rẻ nó cỡ nào, bao nhiêu ngày là mình biết là mình thấm Bát Nhã cỡ nào. Còn thí dụ như người ta nói cho tôi cái ly, hay là mình người ta làm bể, ôi đừng lo, sắc tức thì không. Mình nói máy móc lắm, nhưng mà đụng tới mình là thấy sắc vẫn là sắc. Dưới người khác thì mình sẽ khuyên rất hay, sắc tức thì không, sắc là không, không là sắc. Thậm chí là ôi vô thường. Nhưng mà mất cái làm của mình, cái là la sùm lên. Tình niềm vui và nhân cách. Điều thứ ba, công dụng thứ ba của đạo, đó là chúng ta làm sao chúng ta cống hiến được những gì chúng ta có cho gia đình, cho xã hội. Mỗi người chúng ta ai cũng có thể cống hiến bất cứ cái gì cho gia đình, cho xã hội. Pháp Hòa hay nói với quý vị người lớn á, đôi khi các vị hay la các em, con không có làm được gì hết trơn á, đụng đâu hư đó. Pháp Hòa nói không có đâu, nó biết mở cửa đó, tới bấm chuông nó ra nó mở. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa Pháp Hòa dạy rửa chén á, rửa hào nước lắm. Nhưng mà có nhiều vị nóng ruột lại tắt, ở đi đi khác chỗ khác đi để tôi rửa, rửa hao nước quá. Pháp Hòa nói bác ơi, bác hao nước mà nữa em hao công, nó không rửa em rửa hết. Chịu khó hao nước một chút, chỉ cho nó rửa. Có nhiều khi mình phải chấp nhận hao ở lúc đầu để sau này đâu nó vào đó. Mình không chịu hao lúc đầu, mai mốt hao hơn. Cho nên Pháp Hòa chấp nhận nhiều khi rửa chén cứ mở nước xả chơi vậy, đứng nói chuyện, đứng nói trời nói đất gì, có mình lãng vãng. Rồi Pháp Hòa chỉ sắp xếp chén dĩa muỗng vô trong cái xinh như thế nào, rửa như thế nào, sắp chô tô dĩa vô như thế nào, mình chỉ nó làm. Đó là sự cống hiến. Rồi mai mốt nó lớn lên nó biết cái gì nó cống hiến, mà nó cống hiến có bài bản. Cái nào lớn để dưới, cái nào trung để trên, cái nào nhỏ trên nữa, tuy tất cả đều là chén dĩa nhưng phải úp cho đúng. Con người cũng vậy, tất cả là bình đẳng là con người, nhưng tôn ti trật tự phải có. Cho quý vị mới thấy đạo đâu có gì đâu mà né. Mình đến với đạo trọn vẹn được ba thứ: một là nhân cách, hai là niềm vui, ba là cống hiến.
Ví dụ như mình làm chồng nó, tôi biết làm gì hết á, cống hiến được mà, rửa chén, đi làm về nấu nồi cơm, thấy cái xiên dơ mình rửa, ôm quần áo đi giặt sấy, có thể làm biến ủi, nhưng có thể giặt sấy giùm vợ giùm con. Nếu chúng ta muốn cống hiến, hằng hà sa số việc cống hiến. Người muốn làm lúc nào cũng có việc để làm. Có nhiều người nói tôi đâu thấy gì để làm đâu, tại anh không muốn làm thôi. Anh muốn làm là lúc nào cũng có việc để làm. Hồi xưa Đức Phật khi mà thu nhận các thầy rồi á, Đức Phật nói này các thầy, các thầy hãy chia ra nhiều hướng, các thầy đừng đi về cùng một hướng. Tại sao? Bởi vì người ta đang rất cần các thầy. Hãy đi, đi trên con đường hành đạo, đi trên con đường hoằng pháp, hãy hướng về chúng sanh, chỗ nào cũng có chúng sanh để các thầy phải hướng tới. Nhưng các thầy đừng đi riêng lẻ. Đi mỗi lần hai người, ba người đi độ. Đi vào trong làng mạc thất thực từ hai người trở lên. Và hôm nay mình đi ngã này rồi, mai mình đi ngã kia. Đừng có vì con đường này toàn đồ ăn ngon không đi hoài. Thầy nào mà đi khất thực mà có một con đường đi hoài là không được. Thí dụ như trời ơi, mỗi lần khất thực bô sa nhiều đồ lắm, cứ kiếm bô sa mà đi. Phật quở bởi vì sao? Thiếu tâm bình đẳng. Thiếu tâm bình đẳng. Hôm nay mình đi đường này, mai mình đi đường kia, để cho chúng sanh có cơ hội cúng dường. Và để lòng mình rời khỏi sự dính mắc. Đường này đồ ăn ngon không? Đường kia đồ ăn dở không? Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được cái công dụng khi chúng ta đến với đạo giáo, từ đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có việc gì để gọi là chúng ta là người vô đạo. Và với cái nhìn của đạo Phật, tất cả đạo, đạo giáo đó cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách của chúng ta, đến với đạo để chỉnh chu lại nhân cách của mình, học hỏi để làm để có một nhân cách tốt. Thứ hai, để chúng ta có niềm vui trong sự sống. Thật sự cuộc sống có nhiều niềm vui, nhưng tại chúng ta cứ hướng về cái khổ mà chúng ta không thấy được niềm vui. Người cha cũng có thể làm được gì cho con, chứ không phải chỉ là người mẹ, hay là ngược lại. Ông bà cũng có thể làm được rất nhiều cho con cháu, chẳng hạn như giữ cháu. Bây giờ nuôi thì nuôi không nổi mà giữ được. Không có tiền nuôi cháu nhưng mà giữ cháu được. Mà con nó rất cần mình, tại vì mình giữ free. Mà nếu mà con cháu nó có cho mình chút ít đi nữa đó, mình giữ cháu mình vẫn hơn, tại vì mình take care bằng tất cả trái tim của mình. Và thậm chí mình nói mướn người ta giữ không bằng tự mình giữ. Tại vì sao biết không? Cháu ai thơm thịt nấy. Cháu mình hung vẫn ngon. Cháu người khác mình hung chơi thôi mà không thơm. Cháu ai thơm thịt đó. Thì ở đây điều thứ hai là niềm vui của sự tu tập. Có những chỗ Pháp Hòa đi giảng á, một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 5 chùa, từ 8 giờ sáng mà giảng tới 11 giờ đêm. Cứ chỗ 2 tiếng 2 tiếng vậy, mà phải đi xa lắm rồi, chứ không phải như đây là chạy 50 phút đâu. Nhưng mà tới khuya mà năng lượng vẫn đầy đủ. Chỉ khi nào hết xíu quách ai biết thôi. Nhưng mà tại sao? Như ngày sáng hôm qua Pháp Hòa rất mệt, nhưng mà không, lúc mà sắp lên giảng là nó mệt, nhưng mà giờ tới số rồi. Vậy mà thưa đại chúng, Pháp Hòa ngồi vô cái bàn đó, Pháp Hòa không còn biết mệt là gì nữa hết. Mà lúc lên là cái đầu nó trống rỗng, không biết mình phải nói gì. Vậy mà lát lên có chuyện để nói, đúng là nhiều chuyện. Xin thưa như vậy, Pháp Hòa không có ý nói Hòa hay, nhưng mà Pháp Hòa có một cái là Pháp Hòa có niềm vui phụng sự. Pháp Hòa không có giỏi gì hết, nhưng cái niềm vui đó, nó làm cho người, thí dụ mình dở người ta vẫn thích,
Tại vì người ta thấy được cái hết lòng của mình. Hồi nhỏ đi học á, thỉnh thoảng có những bài thi Pháp Hòa không biết và để trống, thì ông giáo ông mới nói với Pháp Hòa: Du á, không biết á, Du cứ khoanh đại, biết đâu chừng Du cũng có điểm. Nhiều khi mình khoanh đại cũng vớt vát, Du để trống chi cho mất điểm. Điều thứ hai, Du cứ làm tới khả năng của Du, rồi thầy cô giáo nhìn cái bài học đó và thấy Du sai ở chỗ nào là biết Du hiểu bài tới đâu. Còn khúc nào Du không hiểu, người ta sẽ giúp Du hiểu bài. Pháp Hòa nghe cái điều đó, bây giờ Pháp Hòa vẫn ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cứ làm, đừng sợ người ta thấy mình dở chỗ nào, người ta bổ chỗ đó. Cũng như mình uống thuốc bổ thôi. Tại sao kêu thuốc bổ? Mình khuyết chỗ nào, uống cái viên đó vô, nó bổ chỗ đó. Cái viên thuốc bổ là nó có vitamin từ E tới Z, phải không? Mình uống vô đó, mình cơ thể mình thiếu chỗ nào, nó bổ chỗ đó. Mà có bổ mới có dưỡng, kêu bổ dưỡng. Bổ là nó thêm vô đó và nó nuôi. Chúng ta cũng thế, con mình nó khuyết chỗ nào, mình bổ chỗ đó, mình dưỡng con. Mình nuôi con không phải cơm áo, mà phải nuôi bằng tâm tư của mình, bằng sự tu tập của mình. Có nhiều khi á, mình cho con nó ăn rất ngon, nhưng hàng ngày mình nói chuyện nghe không được, con mình nó học cái cách đó. Ví dụ như ở nhà mình đừng có nói: nè lên ăn giọng đi. Nó đâu có biết ăn giọng là cái gì, nó tưởng là eat. Rồi bữa nào nó muốn kêu má xuống ăn cơm, nó má xuống ăn giọng. Ê hổ vậy con. Tại vì mình giáo cái gì, mình dưỡng cái đó và nó học cái đó. Người ta gọi là giáo dục. Cha mẹ có 9 cái ơn đối với mình, gọi là 9 chữ cù lao. Trong đó có phần dạy dỗ. Cho nên hằng ngày á, thưa đại chúng, từ người đời cho tới người đạo, từ thân cho tới sơ, từ bạn bè cho tới vợ chồng, tất cả đều là bổ dưỡng cho nhau hết. Nhưng mà chúng ta không phải bổ dưỡng ở vật chất, mà chúng ta bổ dưỡng cho nhau bằng những món ăn tinh thần. Bằng chứng nè, cái ngày sinh nhật của mình, con nó không có gửi quà gì mà nó bắt cái phone: Mommy happy birthday. Nhiều đó đủ rồi con. Con nhớ ngày của má, đúng không? Em y chang mà. Con mà mình đi giảng, mà những lúc Pháp Hòa đi giảng nhằm cái ngày Father's Day đó, mấy thầy mấy chú gửi email: Happy Father's Thầy. Father Thầy. Năm nào Pháp Hòa cũng mấy chú cũng gửi. Như hôm Tết thì con chú vô chúc Tết khóc: hồi nãy con lên thầy con sắp xếp trong đầu, con sẽ nói với thầy nhiều lắm, mà bây giờ con lên gặp thầy con chỉ khóc thôi, con không nói gì được hết. Nó thôi con khóc thầy nghe đủ rồi. Thầy trò ôm nhau. Thầy ôm con ôm thầy. Con nói gì thầy hiểu hết. Tại vì cái trái tim của con, cái ánh mắt của con, cái cách ôm của con, thầy feel được. Ôm mà ghét đó nha, cũng biết đó, xiết. Ôm thương khác, ôm thương nó vuốt nữa. Cho nên đạo đời nó đâu có xa. Cái quan trọng thật sự, xưa đại chúng, trái tim ai cũng đập giống nhau. Trái tim ai cũng đập giống nhau, chứ không có gì, bất quá nó khác cái tướng ở ngoài thôi. Chứ máu, cảm nghĩ, cái gì nó cũng giống nhau hết. Chúng ta phải sống bằng cái đó. Còn cái lớp này phụ, mà cái lớp trong này nó có điều với nhau, thì chúng ta đủ ba đạo lý: nhân cách, niềm vui. Đệ tử nuôi thầy,
nuôi bằng cái sự tu tập của đệ tử. Nhiều khi trong chùa Pháp Hòa nói Phật tử không cần cho Pháp Hòa ăn ngon, không cần cho uống đồ bổ, chỉ cần Pháp Hòa thấy Phật tử thương nhau, quan tâm cho nhau, Pháp Hòa vui không kể xiết. Nghe người kia không có xe về mà cùng một con đường mà lơ không chở, trời mình thấy đau. Mà nếu người kia chạy tới, em về cùng với chị nè, chị em chở chị, Pháp Hòa nghe và vui cùng tận. Ngày nào chúng ta còn sống với nhau như vậy, ngày đó đạo không có mất. Đạo lý chúng ta sống còn thì có đạo nào mất đâu. Cái đó mà không còn, không còn đạo gì nữa để nói. Có xây bao nhiêu chùa, có làm bao nhiêu cái, đạo ai nữa tới tu đâu mà đạo truyền cái gì nữa. Đạo lý nó mất rồi. Quý vị thấy được điều mà nói không? Nhiều khi mình ngồi chung bàn với nhau, ai mình cũng mời ăn mà có người mình trừ, thống ưa bắt gì mới. Nhưng mà nó kỳ lắm, có ăn được. Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa sống sao Pháp Hòa nói vậy. Cái sự tu tập của chúng ta nó không có phải ở cái kinh điển giáo lý, nó chỉ một phần vậy thôi. Nhưng chúng ta có thực tập thì cái đó nó đi ra như người nấu ăn. Học cái căn bản thôi, còn nấu ăn là cả một nghệ thuật. Quý vị bấm Google, YouTube, cách nấu cà ri mấy chục kiểu, cách làm nem chay mấy chục cách. Bởi vì sao? Căn bản vẫn là đu đủ, vẫn là rau câu hay bưởi hay khế hay chanh. Căn bản nó chỉ nhiêu thôi, nhưng cách làm mỗi người mỗi cách. Có người làm dai, có người làm bở. Nấu canh chua, bấm thử coi cách nấu canh chua mấy chục cách hay mười mấy cách. Nhưng có người nấu cách này, có người nấu cách khác. Tu cũng vậy, một khi chúng ta nắm được đạo lý rồi, chúng ta có thể sáng tạo. Và tu là một sự sáng tạo, sống trong đời là một sự sáng tạo. Thế thì đạo nó không phải là cái mà chúng ta thường suy nghĩ, đạo này đó, đạo Phật, đạo gì đó, rồi cúng bái thờ lại. Như hồi nãy vừa nói, đó chỉ là hình thức bày tỏ lòng. Còn đạo Phật cống hiến chúng ta ba điều: một là nhân cách để sống, hai là niềm vui tu tập và sống, ba là cống hiến cho xã hội, cho đời. Người tu nào mà không nói một câu trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh? Người tu nào nói câu đó đó? Trên cầu làm Phật dưới độ muôn loài. Tụng kinh bữa nào cũng tụng: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Pháp Hoa, hay Di Đà, hay Địa Tạng gì đó. Trên trả bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Không phải lời phát nguyện của mình sao? Ngày xưa bà Võ Tắc Thiên á, quý vị nào mà đọc sử thì biết bà Võ Tắc Thiên, cuộc đời của bà thôi mình không nói, nhưng mình nói từ cái khúc bà phát tâm nha. Một hôm bà hiểu đạo, bà mới thỉnh quý hòa thượng vô để mà giảng kinh. Thì khi quý hòa thượng giảng xong bài kinh, cái bà đứng dậy. Bà đứng dậy bằng tất cả tâm thành, bà đọc lên bốn câu mà tự bà sáng tác: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bà đọc bốn câu đó xong, quý hòa thượng khả chứng. Bà nói: bạch hòa thượng, đời con tội lỗi nhiều quá, nay làm sao con trở về với đạo? Hòa thượng nói một câu: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu.
Câu đó bây giờ đem vô kinh rồi đó. Nhưng mà xuất xứ cái câu đó từ lúc bà Võ Tắc Thiên phát tâm quy y tu đạo. Nhất thành thượng đạt, một tâm mà đề lên thì một tâm lành mà sướng lên, vạn tội cũng sẽ tiêu. Hòa thượng nói nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Có rất nhiều bài ca ngợi pháp bảo, nhưng quý ngài thấy rằng không có bài nào thay thế được cái bài này của bà Võ Tắc Thiên hết. Cho nên khi soạn cái nghi thức tụng kinh, chư tổ đã đưa cái bài kệ của bà Võ Tắc Thiên vô thành cái bài kệ khai kinh. Bây giờ quý vị tụng đó. Nếu mà tụng tiếng Việt sao? Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Sư ông Làng Mai dịch: Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Hồi nhỏ có bà thuộc cái bài: Vội vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu. Nhiều cách dịch lắm, muốn dịch cách nào cũng được, nhưng tất cả bản dịch đều bắt nguồn từ bốn câu bằng tiếng Hán của bà Võ Tắc Thiên. Thì hôm nay thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có một cái hiểu chữ đạo khác hơn. Hiểu mục đích chúng ta trở về với đạo không có gì khác hơn là để làm tròn ba việc: nhân cách của mình, niềm vui của chúng ta và sự cống hiến cho mọi người. Với tuổi của ni sư trụ trì, ni sư có thể nhập thất ẩn tu, nhưng mà ni sư cũng muốn làm tròn cái tâm nguyện của người tu là cống hiến cho đời. Cho nên chùa trái xây khác, ni sư đang làm người mà Đức Phật khen đó. Cái gì chưa có biết xây dựng cho có, cái gì lỡ hư mục tu sửa cho thành tốt. Mình có phải làm vậy không? Mình chưa phải là một người biết gì hết, ngày hôm nay bắt đầu chỉnh chu người mình. Lỡ mình chỉnh chu nó lem lem làm lại. Bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có cái kiến để nhìn mình hết á. Bằng chứng là ăn xong rồi mẻo ra coi, coi nó có lem luốc gì không. Cái kiến đó là gì? Đó là soi tâm. Quý vị đọc bài kinh soi gương quý vị biết. Cho nên khi Pháp Hòa nói điều này, cũng như tất cả mọi người, nếu ai mà cho dù mình đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cũng không ngoài ba cái mục đích chúng ta tu đạo. Đạo nào cũng muốn cho chúng ta tròn một cái nhân cách, đạo nào cũng muốn đem tới chúng ta niềm vui. Và sau cùng thì chúng ta phải đem những gì chúng ta biết để cống hiến cho đời, thì chúng ta sống không uổng phí. Sống có niềm vui, sống không uổng phí và sống tròn nhân cách. Xin cảm ơn đại chúng. Dạ, xin thưa đại chúng là như hồi nãy Pháp Hòa có thưa là ni sư đang kêu gọi mọi người chúng ta ít nhiều hộ trì cho sư trong công việc tái kiến thiết lại ngôi chùa. Và dĩ nhiên công việc này không phải một ngày một bữa mà hoàn tất được, phải không? Đây là một công trình dài hạn. Quý vị hỗ trợ cho chùa bằng mọi cách. Quý vị có thể liên lạc với chùa Viên Minh để hỏi những cái cách nào mà mình có thể đóng góp cho chùa. Hồi sáng này Pháp Hòa có kể câu chuyện quý vị nghe nhớ không? Chuyện mà Đức Phật dạy bán chuột đó. Không nghe hả? Ồ, nhờ vậy mới nghe cái băng. Cuối cùng Đức Phật nói mình có xác chuột bỏ uổng, đem bán cho những người người ta làm phân, lấy chút tiền tích lũy làm vốn, rồi làm vốn ra nữa. Cuối cùng Đức Phật nói một câu: tích tiểu thành đa, quy cái nhỏ
gom cái nhỏ để làm cái lớn. Mình tu cũng vậy, tu từ từ, tu chút chút, mỗi ngày mỗi ít, để chúng ta trở thành một cái người tu thật là giỏi. Thì tối hôm nay hôm nay là pháp hòa ba thời rồi. Hồi sáng 10 giờ, chiều nay 3 giờ, và tối nay 7 giờ. Ngày mai cũng 3 thời, ngày mốt cũng 3 thời, coi như là 9 nút. Xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Giờ đại chúng có yêu cầu, có thắc mắc gì nữa không trước khi mình hồi hướng? Quý vị có ai có câu hỏi gì không? Có video này sẽ đưa cho quý vị. Biết thầy cho phép khoảng mấy câu thôi thầy. Dạ không sao, 6 câu cũng được. 6 câu về quý vị. 6 câu vòng cổ. Đây là câu hỏi cho quý vị hỏi. Hỏi dễ dễ nha chế. Thầy tới người kính sư thầy, thầy kính sư con. Nãy giờ con nghe thầy giảng mà con khát nước quá trời. Tại vì trong lòng con uống từng lời thuyết pháp của thầy, con biết cảm ơn thầy cũng hay. Thầy đã cho con có gì để nghe được lời Phật pháp. Từ con là người đạo Chúa, nhưng mà ngày nào con cũng nghe lời thuyết pháp của thầy hết. Bữa nay thì khi mà thầy bước vô, con nhìn thầy, tự nhiên lúc mắt con nó trào ra. Cái lời nói của cô bây giờ nó không có được diễn đạt được cái lòng của con. Cái lòng của con muốn nói thật nhiều, nhưng cái lời nói của con nó không có ra hết. Con xin thầy chỉ dẫn thêm cho con, để con biết làm sao mà đi được cho đúng đường. Con xin cảm ơn thầy. Cô đi không lạc đường, ngồi trong này là đúng đường rồi đấy. Biết nhà hàng Moonlight tới đâu tìm tới là đúng đường rồi đó. Bây giờ dạ mời cô. Cô ở giữa nè. Dạ mời cô. Như là Phật, con nhờ được Phật pháp hướng dẫn qua một cái âm điệu của thầy, từ nhiều khi tôi được gặp thầy, nhưng mà tình con có thể bỏ ra thời gian ngay được bốn cái lời cho ba cái lời của thầy. Hôm nay con được gặp thầy, con rất là hân hạnh. Từ sáng của con ở bên kia giường con đây, nhưng mà con nguyện là con sẽ cố gắng là nghe thầy. Cái này nói giặc sống là truyền giáo pháp sống, chứ không phải nghe đĩa nữa, nghe băng nữa, nghe YouTube nữa. Thành ra là con rất là vui khi gặp được thầy ở đây. Nhưng mà con có một cái câu hỏi này là từ sáng tới giờ ai con thấy là thầy không có ăn, mà thầy làm rất là nói rất là nhiều pháp, rất là nhiều. Thì con đó muốn thầy chỉ dẫn cho chúng con cách để giữ được sức khỏe của thầy. Để con bây giờ có cuộc sống rất muốn được mình sức khỏe, sức khỏe là trên hết. Con có sức khỏe thì con sẽ học được nhiều Phật pháp hơn. Đây là thật. Cảm ơn cô. Cô muốn giống Pháp Hòa không? Pháp Hòa chỉ, có ai đây có ai muốn không? Ai muốn Hòa chỉ bí quyết ngắn gọn
cạo đầu vô chùa. Thôi bây giờ nếu mà đại chúng mà không có gì thắc mắc thì Pháp Hòa xin hát cúng dường đại chúng bài để trước khi quý vị về ngủ ha. Và bây giờ chúng ta xin hãy chắp tay hồi hướng trước khi mà chúng ta bắt đầu phần văn nghệ của mình. Xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Quý vị cứ ngồi, quý vị cứ ngồi. Để mình pha xong cái phần nghiêm túc của mình đã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, chư ni chúng chùa Viên Minh, hôm nay chúng con đáp lời mời của ni sư để cho phép chúng con về đây để cùng được gặp quý Phật tử, chia sẻ Phật pháp cũng như là chia sẻ với ni sư trong những cái ngày tháng mà ni sư phải vất vả tái tạo lại ngôi chùa đã bị hỏa hoạn vào đầu năm rồi. Thì hôm nay chúng con tất cả mọi người ở đây nhất tâm cầu nguyện cho ni sư tứ đại thường an, đầy đủ trí tuệ từ bi để tiếp tục những công trình mà ni sư đã đề ra, và mong chùa Viên Minh sớm được hình thành để cho chúng con có được cơ hội về thăm chùa lễ Phật và cùng sinh hoạt tại ngôi đạo tràng chùa Viên Minh trong những ngày tháng tới này. Chúc ni sư chân cứng đá mềm thành tựu được mọi Phật sự của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin cúng dường đại chúng bài đầu tiên là bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Và cúng dường đại chúng một câu vòng cổ. Pháp Hòa xin hát bài Xuân Này Con Không Về. Chiều nay én liền trời cao mai đào đầy sân rầy, nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về.
Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cắm đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân, mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sao tiêu điều trong văn. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông, chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh giấc nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Dạ xin hết. Câu sau hẹn ngày mai.